Người ta thường hay quan tâm đến suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ. Ít ai nghĩ người già cũng là đối tượng dễ bị suy dinh dưỡng. Suy dinh dưỡng tuổi trung niên hoặc tuổi già là tình trạng mất cân bằng khi năng lượng từ thực phẩm người cao tuổi ăn vào mỗi ngày không đủ đáp ứng cho nhu cầu năng lượng cần thiết cho cơ thể họ. Với những người già bị suy dinh dưỡng, rất dễ dẫn tới những căn bệnh nguy hiểm khác như bệnh truyền nhiễm, bệnh mãn tính không lây, gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe người bệnh. Suy dinh dưỡng tuổi già là một trong những vấn đề nghiêm trọng có thể dẫn tới nhiều bệnh tật nguy hiểm khác, nhưng hầu như hiện nay rất ít được mọi người quan tâm. Chúng ta cần hiểu về tình trạng này ở người cao tuổi như thế nào và cách chăm sóc để phòng tránh suy dinh dưỡng ở người cao tuổi ra sao. Hãy cùng lắng nghe những gợi ý từ bác sĩ của chương trình. Quý vị và các bạn thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đến với tiểu mục Khỏe hơn và đẹp hơn. Và có thể nói rằng với thông tin rằng Việt Nam của chúng ta từ đây cho đến năm 2025 thì tỷ lệ của người già trong dân số sẽ gia tăng rất là nhiều, và Việt Nam của chúng ta vẫn đang là một trong những quốc gia có tỷ lệ già hóa dân số cao nhất thế giới và với một tốc độ rất là nhanh chóng. Và cũng chính vì vậy cho nên việc mà chúng ta quan tâm đến đời sống, đến chất lượng đời sống của người cao tuổi hiện nay là một cái điều vô cùng quan trọng, trong đó có vấn đề về dinh dưỡng. Và chính vì vậy mà ngày hôm nay tiểu mục Khỏe hơn và đẹp hơn của chúng tôi xin được mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ, cùng giao lưu và trò chuyện với tiến sĩ bác sĩ Lê Phong, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nội tiết, để chúng ta hiểu hơn về câu chuyện làm thế nào để cung cấp được những cái dưỡng chất cho người cao tuổi hiện nay để nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Xin được chào tiến sĩ bác sĩ Lê Phong ạ, và xin được cảm ơn bác đã nhận lời tham gia chương trình hôm nay ạ. Xin chào biên tập viên Hoài Anh và xin chào quý khán thính giả. Vâng ạ, thưa bác sĩ, có thể nói rằng là tình trạng suy dinh dưỡng ở người cao tuổi hiện nay ở nước ta rất là, có thể nói rằng là cũng đã có rất là nhiều những cái tín hiệu, và không biết rằng là cái tỷ lệ nó đã đến mức là chúng ta phải đáng báo động và phải quan tâm như thế nào hay chưa ạ? Trước hết thì nói đến vấn đề dinh dưỡng của người cao tuổi thì có hai vấn đề. Chúng ta biết rằng là người cao tuổi được định nghĩa tức là người từ trên 60 tuổi trở lên. Và hai vấn đề nổi cộng của chúng ta là vấn đề thừa cân béo phì. Và vấn đề là gọi là suy dinh dưỡng không đúng. Mà gọi là thiếu năng lượng. Thiếu năng lượng trường diễn. Đúng không ạ? Thiếu năng lượng trường diễn. Hôm nay tôi nghĩ là chúng ta hãy nói về vấn đề thiếu năng lượng trường diễn. Còn về thừa cân béo phì chúng ta để dịp khác. Đúng không ạ? Cái việc mà thiếu năng lượng trường diễn ở đây đó, thì nó không đáp ứng được cái nhu cầu sống hoạt động của con người. Chúng ta đừng nghĩ rằng trên 60 tuổi đã là già và chúng ta hết tất cả các việc phá. Không phải thế. Chúng ta vẫn hoạt động với cộng đồng, tùy từng khả năng của mình. Chúng ta vẫn tham gia hoạt động với xã hội, không phải về hưu là hết. Chúng ta vẫn giúp con cháu. Thì tôi nghĩ rằng trước hết là có hai vấn đề ở cái người này. Một là khi trên 60 tuổi rồi thì cái hệ miễn dịch đi xuống. Hệ miễn dịch đi xuống thì là có dễ bị mắc bệnh, từ bệnh nhiễm trùng đến bệnh không nhiễm trùng, NCD, bệnh không lây nhiễm. Vâng ạ. Người ta bị cúm thì người ta còn trẻ thì 5-3 ngày là người ta khỏi. Nhưng mà cái bị người này thì có thể kéo dài hàng nửa tháng đến một tháng. Rồi là cái bệnh thế, ngoài ra còn có bệnh tăng huyết áp, bệnh đái tháo đường vân vân. Đó. Thế thì tôi nghĩ rằng là trước hết đối với dinh dưỡng đối với người này thì tôi nói là đối với người bình thường ở lứa tuổi cao tuổi thì có 3 vấn đề chính. Vâng ạ. Một là chúng ta phải ăn nhạt. Lượng natri đưa vào thấp. Đấy là cái thứ hai là chúng ta ăn đủ bữa. 3 bữa. Vâng. Không để đói. Vâng. Hoặc là ăn 3 bữa không đổi đói. Ăn phải đủ cái năng lượng. Ăn bình thường thôi. Ăn gia đình thì thôi. Và vấn đề thứ 3. Đừng có quá kiêng khem gì cả. Ở địa phương có cua ăn cua, có cái ăn cái, có cá ăn cá, có thịt ăn thịt. Chứ không nhất nhất cứ phải là mâm cao cổ đầy. Và một điều lưu ý trong điều thứ 3 này nữa. Đừng có lạm dụng các loại thuốc bổ, các loại thực phẩm chức năng vân vân này khác, nhất là bây giờ các con yêu quý cha mẹ có điều kiện kinh tế hơn có mua ồ ạt vào để cho chúng ta ăn, mà hãy để cha mẹ ăn uống bình thường
đủ cái năng lượng để lao động và sinh hoạt, chứ đừng có ép nhiều quá để ông bà cụ ăn tự nhiên, chứ đừng sợ nhiều quá rồi là ông bà cụ lại sợ không dám ăn, và từ đấy tạo thành cái chán ăn, và từ đó tạo thành cái suy năng lượng trường diện, thiếu năng lượng trường diện.